Sau khi vừa nhìn thấy những hình ảnh đẹp ở bên bờ sông Tiền, hôm nay thì vào ngày 2 tháng 1 2023 là mình tiếp tục chia sẻ cho quý cô chú anh chị em về những hình ảnh việc thi công xây dựng cầu Mỹ Thuận 2. Ở video lần này mình sẽ được ghé bãi tập kết việc lắp ráp các phần chi tiết vào chiếc xe đúc để thi công khối dầm K2 trên cầu Mỹ Thuận 2. Hôm nay là với tiến độ lắp ráp xe đúc như thế nào thì mời quý cô chú cùng theo dõi diễn biến cũng như là cái việc thi công này nhé. Và đây quý cô chú nhìn thấy đây là ở bên trên có 4 chiếc xe đúc. Hiện tại thì mình thấy là xe đúc màu đỏ, theo như mình biết là dành cho cái trụ T16 bên bờ Vĩnh Long của cầu Mỹ Thuận 2 thì dần dần hoàn thiện rồi nè. Theo như tìm hiểu đây chính là cái khối, cái khung dàn giáo, giống như một cái khung dàn giáo á, mà người ta gọi là xe đúc, để đúc cái nhịp chính dây văng K2 của cầu Mỹ Thuận 2 được lắp bên trụ T16 bên bờ Vĩnh Long. Bên dưới thì mình thấy vẫn có một số anh em công nhân đang thi công, dù là buổi chiều hết giờ làm rồi. Mình thấy là hai chiếc xe đúc thì chiếc xe mé ngoài lòng sông nằm xa ngoài lòng sông này thì có vẻ như là hoàn thiện hơn so với chiếc xe đúc ở mấy bên trong một chút. Bây giờ thì mình đi qua bên kia để xem chiếc xe đúc màu xanh như thế nào nhé quý cô chú anh chị em. Xe đúc màu xanh là xe đúc theo như mình được biết là xe đúc bên trụ T15 bên bờ của Tiền Giang nha. Và mình thấy mỗi một bên xe đúc thì người ta sẽ có một cái kiểu thi công khác nhau, do các anh kỹ sư của một bên gối hầu, một bên cái khu vực đó sẽ thi công, đảm nhận thi công khác nhau. Bên đây thì xe đúc màu xanh theo như mình được biết là của trụ
T15 bờ của Tiền Giang của phòng Mỹ Thuận 2 nè. Thì mình thấy là vừa lắp ráp xe đúc các chi tiết lại cho cái xe đúc, và bên cạnh đó là mình thấy là đổ bê tông làm cái ống của hướng bó cáp di văn luôn nè. Đây chính là cái, theo như mình tìm hiểu là biết, đây chính là cái đổ bê tông sẵn, cái ống của lỗ hướng bó cáp di văn, cáp treo di văn á, được gắn lên trên đây luôn, trên bên trên nó sẽ đúc này luôn. Bên trong có những cái ống ép rất là to, nhìn xa quá anh thấy không rõ, có lẽ là đây chính là ống D200, D200, D2000. Bên trong thì xe đúc bên trong màu xanh, bên trong thì vẫn có một số anh em công nhân đang thi công. Chiếc xe đúc rất là rộng luôn nha quý cô chú anh chị em. Chiếc cẩu này cũng khá là lớn, đang cẩu các chi tiết thì phải nè, cẩu các chi tiết từ bên trong bờ, các chi tiết sắt đó thì sẽ được cẩu ra ngoài cái khu vực của xe đúc này để thi công. Mình thấy là cái công việc của anh em công nhân được làm việc xây xây theo một cái trình tự rất là logic luôn nha. Ví dụ như ở ngoài nhịp chính, ngoài trụ tháp chính, ở ngoài lòng sông đi, ngoài kia của cầu Mỹ Thuận 2 đi, thì thi công cho cái công việc lắp cái dàn dựng, và bên cạnh đó là bên trong cái bãi tập kết xe đúc này thì anh em công nhân đảm nhận cho việc thi công gáp các chi tiết để lắp vào xe đúc cho hoàn thiện xe đúc. Khi mà cái dàn dựng hoàn thành cũng như là cái xe đúc lúc đó thì cũng đã gáp các chi tiết hoàn thành luôn, thì hai cái công việc đó hoàn thành thì lúc đó thì các xà lan này sẽ chở những cái xe đúc này ra ngoài lòng sông tại trụ tháp chính đó để lau lắp vào bên trong cái lên bên trên cái dàn dựng để lắp vào cái nhịp chính dây văn K1 để thi công cho cái nhịp K2. Buổi chiều ánh bình minh rước, ánh hoàng hôn rất là đẹp luôn. Đây là một video chia sẻ về việc thi công lắp ráp các chi tiết vào chiếc xe đúc để hoàn thiện chiếc xe đúc. Cái vấn đề việc thi công này, khi mà hoàn thiện cái xe đúc này để mà lắp lên bên trên cái khối dầm K1 của cầu Mỹ Thuận 2 để thi công đổ bê tông làm cái xây dựng cái khối nhịp chính dây văn K2. Trong video thì mình chia sẻ, mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ, mình nói cái đó, và cũng như là
có những thiếu sót thì mong quý cô chú anh chị em và đặc biệt là các anh kỹ sư bỏ qua nhé, cũng như có thể góp ý bên trên video để video được hoàn thiện hơn, cũng như là được tất cả bà con cô chú bác có thể am hiểu được cái việc xây dựng này. Nói chung cái từ khóa xe đúc là cũng như là bên trong cái các anh kỹ sư và cũng như là bên trong ngành cầu đường ta gọi như thế, thì mình có thể hiểu nôm na như ở ngoài dân dụng á, thì việc xây nhà cũng phải có bộ dàn giáo, thì cái này cũng vậy, việc xây dựng các nhịp chính dây văng bằng bê tông thì cũng phải có những cái bộ dàn giáo, và bộ dàn giáo này người ta gọi bằng một từ khóa khác, thì đó chính là từ khóa là xe đúc như vậy, thì hiểu cơ bản là như vậy đó. Rồi, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em và các bạn ở những video sau. Nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Chúc quý cô chú anh chị em và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn nhé. Mình đang có mặt ở tại vòng xây Tân Ngãi nè, quốc lộ 1A, nơi giao cắt với quốc lộ 1A của phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long nè. Hướng đó là hướng đổ về cầu Mỹ Thuận 1, hướng này chính là hướng đổ về Cần Thơ trên quốc lộ 1A nha. Phải nói hôm nay thì cái vùng Vinh chạy vòng xây Tân Ngãi nè, ta mở đèn của biểu tượng trên cái vùng Vinh rất là đẹp luôn, những con rồng rất là đẹp luôn. Còn hướng này chính là hướng đổ về quốc lộ 53, đổ về thành phố Vĩnh Long, đi trên đường quốc lộ 53. Và đây là video ngắn về những hình ảnh đẹp của cái vòng xây bùng binh Tân Ngãi nè.